Hello các bạn, Helen đang đứng ngay chỗ vườn hoa tulip ở Oregon. Hôm nay Helen quay cái video này để cho các bạn xem hoa vào mùa ở Oregon có đẹp như bên châu Âu hay không. Và đặc biệt là mới đến là thấy nó hơi đông và nhộn nhịp á, cho nên mình rất là thích và mình đang nôn nóng để chia sẻ cái video đến cho các bạn xem hoa nha. Ok, bây giờ với mình cùng nhau đi xem hoa nhé. Trời ơi, nó lạnh nha mấy bạn. Nó lạnh lắm hả? Tại vì nó lạnh hoa lắm, khỏi nở tèm tàn quang ra. Bây giờ mình đi lại gần trong đó nè. Ui, quanh đây nè, họ có nè những cái trò chơi cho mấy đứa em nhỏ nè, giống như hội chợ vậy đó các bạn. Đó, trời đồ đẹp lắm nè. Mà bữa nay trời là ấm nhất của từ lúc mà hoa nó nở tới giờ đó các bạn. Helen cũng rất là may mắn. Nhưng mà bây giờ đi vô trong nha. Ủa em người gì các em? Ủa đâu có, mình đi chung mà. Cho cảm nghĩ có nôn không, có nôn không? Cái vườn hoa tulip này. Ồ, thế nó cũng cò bay thẳng cánh. Em theo rất là nhiều đồ. Mày, em nói bình thường được không em? Dạ không, em vốn chỉ là đã điệu như vậy rồi. Chứ phải bình thường không được. Trời ơi, nó lạnh mà nó đẹp nha. Các bạn có nhiều nó, ui đẹp. Đây, sóng bão nè. Oh my god. Ui, bữa nay hoa nở. Nở thật là nở luôn. Ồ, có cúc nữa hả? Mình đang nói chung là video chỉ nói về hoa tulip thôi mà sao có hoa cúc vô trong này. Đây là đang ở Oregon và vườn đây họ có tính phí vào trong nha các bạn. Helen mua 4 vé thì được giảm khoảng 12 đồng một người. Còn mà mua một vé hình như là 10 mấy đồng lần á, nhiều lắm. Đây là cái hoa bên này là hoa tàn nè. Đó. Họ đã cắt hết để mà họ bán cho chợ rồi nè. Thấy không? Nó chuỗi hết mà. Rồi bên đây là hoa đang nở nè. Các bạn chuẩn bị chưa? Ui, mình phải gỡ mắt kiến ra để mình nhìn nha các bạn. Oh my god luôn. Nè, các bạn nhìn đi. Oh man. Trời ơi, cò bay thẳng cánh nha. Thôi, ai thích màu vàng? Ai thích màu vàng vô đây. Cho em thi vô. Đó các bạn ơi. Thấy không? Ừ. Đó, coi nè, nó từng dây như là cái thảm vậy đó. Mà đi tuốt ra đằng kia luôn chứ không phải ngay đây không đâu nha. Mà rất là đông. Trời ơi, cò bay thẳng cánh nha các bạn. Ô, thảm này thảm kia luôn. Thấy như một cái thảm trên mặt đất. Nãy giờ Helen quay chưa đã nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng Helen xem vài phút nữa để xem hết nguyên cái vườn hoa tulip đẹp như thế nào. Và nếu năm sau các bạn có dịp thì nên ghé đến Oregon nha. Cái này ở Oregon nha các bạn. Các bạn có thể Google Wooden Shoe Tulip. Trời ơi, bông bất tận nha các bạn. Còn tầng xa thì tầng xa nữa đó. Mà nói chung là lớn, đi qua khóm nào mà khóm nào nó cũng đẹp á, màu nào cũng đẹp. Có nhiều cái đã nở nó hết rồi, còn có nhiều cái chưa có nở. Nhưng mà nói chung là các bạn nhìn nè, rất là đẹp luôn. Giống như là cái thảm hoa vậy đó các bạn. Nhìn mà mơi mỏng, mơi mệt nha. Quay chậm chậm cho qua. Đó, ở Oregon nha các bạn. Trời, bông đang nở mà coi nè. Bữa nay trời nắng đẹp á. Hoa nở quá trời luôn các bạn. Để mình zoom cho các bạn tiếng cho các bạn xem nè. Không? Ghiền luôn ha. Hoa rất là đẹp. Mà nói chung nãy giờ chụp nhiều hình quá trời luôn. Chụp không đủ hình nha. Đó, cò bay thẳng cánh luôn nha các bạn. Có mấy cái diều trên trời nó lãng mạn mà đẹp lắm. Ai mà thích chụp hình hoa là hay là nghĩ nên thử đến đây một lần trong đời để mình có hình đẹp nha các bạn. Hoa tulip tại Oregon. Không quảng cáo. Qua bên này nè, đó, luống bên này thì có vàng, có hồng, có đủ màu luôn. Đẹp vô cùng bất tận luôn. Chưa đi ra khỏi cái lớn trắng với lại tím này luôn á nha.
đi rất là xa và rất là rộng. Cò bay thẳng cánh, còn mình đi mỏi chân nha. Nhìn hồi không có chán luôn. Mà trời bữa nay quá đẹp đi, chiều bay trên trời. Và đây là dịch vụ đi xe vòng quanh vườn. Các bạn có thể mua cái ticket để lên đây, họ có thể chở cho các bạn đi nguyên một cái vườn luôn nếu các bạn không có tiện để mà đi bộ xa. Nói chung rất tiện nghi và không mắc nha các bạn, còn 5 đô thôi. Đi hồi không hết luôn nha các bạn. Bên đây là sắp nở nè, đó. Ồ, cái em nhỏ kia chạy dễ thương quá nè. Wow. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra tìm hiểu vườn hoa Wooden Shoe Tulip của Oregon. Hẹn lần hẹn các bạn lại trong một những video kế tiếp. Bye bye.